Xin chào các bạn. Chắc hẳn rằng rất nhiều người cũng nghe nói rằng khi quạt chạy chậm thì chúng ta lấy thêm một cái tụ nữa đấu song song vào cái tụ cũ như thế này, quạt sẽ chạy nhanh gấp đôi, chạy rất nhanh. Nhưng trường hợp này dùng được vài ngày, thậm chí vài tiếng, quạt sẽ chạy chậm, thậm chí cháy cuộn dây, nó gây chậm chập các cuộn dây nhé. Lợi bất cập hại, khi quạt chạy chậm thì chúng ta đấu song song trong trường hợp nào và đấu nối tiếp trong trường hợp nào? Hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn tác hại của việc đấu song song một tụ điện vào cái quạt nhé các bạn nhé. Đấu như thế nào cho đúng? Đây là trường hợp một chiếc quạt người ta dùng bình thường, nó chỉ chạy chậm một chút thôi, người ta lại muốn cho chạy nhanh, người ta đấu song song một chiếc tụ vào cái quạt. Quạt chạy rất nhanh nhưng được chỉ một hôm, quạt lại chạy chậm hẳn, không chạy nhanh như ban đầu nữa. Số 1, số 2 giống nhau, số 3 thì hơn một tí thôi. Đấy, trường hợp này là quạt bị chạm chập các vòng dây, hết cứu chữa luôn các bạn nhé. Rồi, mình thực tế cho các bạn này. Đây, chiếc quạt này này, đang đấu song song hai tụ nhé. Mình tháo ra cho nhanh để các bạn nhìn thấy, cho video nó ngắn đi. Rồi, mình ngâm điện vào các bạn nhé. Rồi, đã ngâm điện. Mình bật số 1 này, đây số 1 này. Gần số đen là số 0 này. Đây, số 1 này. Quạt ù không quay này. Đấy, gạt mới quay, nhưng mà quay nó nhẹ nhẹ các bạn nhé. Đấy, rồi nó lại dừng, số 2 này. Nó cũng không quay, gạt nó mới quay. Nó quay cũng nhẹ 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 thôi, rồi sau nó sẽ dừng. Đấy, rồi số 3 này. Cũng không quay nhưng gạt này. Nó có quay được các bạn, số 3 nó quay, nhưng mà không được mạnh nhé, nhẹ 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 thôi. Còn số 1, số 2 là nó không quay, nó quay rất là chậm, rồi nó sẽ dừng. Đấy, rồi, đấy. Số 1, chạy chậm, rồi sau nó sẽ dừng hẳn. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi số 3. Số 3 đấy, đấy, nó lên được tí, rồi. Mặc dù tụ đã đấu song song dung lượng cao gấp đôi, hơn gấp đôi mà quạt vẫn đang nhanh tự nhiên là tình trạng thế này. Mình rút điện ra. Trường hợp này là đến 100% quạt bị chạm chập các vòng dây rồi các bạn nhé. Đấy. Chúng ta mở ra mà chúng ta thấy cánh trơn trượt thế này. Đấy, trơn trượt. Mà bật số 1 giống như số 2. Đấy, nó chạy chậm. Quay nó mới quay mà quay chậm, số 1 giống như số 2 là chạm chập rồi. Rồi số 3 nó có quay một tí, nhưng mà gạt thì nó mới quay, nhưng nó cũng không ra cái gì hết. Kiểm tra tụ này, là nó tăng gấp đôi, mà như thế là chạm chập các vòng dây các bạn nhé. Trường hợp này, chạm chập các vòng dây là chúng ta vứt cái quạt này luôn, không dùng nữa. Nên rất tai hại khi chúng ta đấu song song các cái tụ điện vào, mà không biết là nó tai hại đến mức độ đấy. Khi quạt chạy chậm thì chúng ta mở ra, chúng ta tra dầu mỡ, rồi chúng ta kiểm tra cái tụ này nó dung lượng bao nhiêu. Ví dụ như tụ 1,2 mi thì chúng ta nó xuống còn 1 mi, chúng ta chỉ tăng lên mức cao hơn này xuống 1,2 mi mới, hoặc là 1,3 đến 1,5 là cùng nhá. Đây là tụ niêm 1,2 mi này, rồi đấu thêm một cái tụ nữa là 1,8 mi. À, các bạn thấy chưa, đây 1,8 mi này các bạn này, 1,8 mi này, tụ niêm 1,2 mi, 1,8 mi. Rồi mình đo được cái niêm là còn 1,3. Rồi mình đo các bạn nhé, đo tụ này, mình tháo ra mình đo hai cái tụ luôn để chúng ta biết là nó dung lượng bao nhiêu các bạn nhé. Gần 1,2 mi đấy, 1,18 mi đấy. Rồi chúng ta đo cái tụ bên này, tụ nguyên bản của nó đó. Một phẩy không hai mi là tổng số, là hơn 2 mi các bạn nhé. Đấy, cái tụ này là tụ gốc của nó này, tụ gốc các bạn này, màu tím này, dây màu tím này, là nó 1,2 mi thôi nhá. Nó còn xuống 1,0 mấy mi là hơn 1 mi, là cái quạt nó hơi chạy chậm một chút, thì chúng ta vệ sinh quạt thôi, vệ sinh trục, vệ sinh lốc máy của quạt, rồi chúng ta thay cái tụ 1,2 hoặc 1,5 thôi nhé. Đừng có
thay thêm một cái tụ như thế này nữa, đấu song song. Cái tụ 1,8 mà chúng ta đưa được 1,2 là thành ra là 2,2 nhé, nó gấp đôi luôn. Gấp đôi là nó sinh ra chạm chập các vòng dây và cháy. Chạm chập các vòng dây nên quạt sẽ chạy chậm. Đấy. Nếu chúng ta đấu song song thì chúng ta cũng, nếu quạt đi 1,2 mi thì chúng ta lấy hai cái tụ là một cái 0,6, 0,7 đấu song song thì tổng dung lượng nó cũng chỉ được 1,3, 1,2 thôi nhé các bạn nhé. Thì được, nhưng đồng tổng dung lượng mà nó tăng gấp đôi là nó sẽ cháy cái quạt, chạm chập quạt. Đây, cái quạt nó thiết kế là đối với quạt, loại quạt bé này, đường kính nó bé đó, cái sải cánh của cái quạt nó bé đó, thì người ta dùng bằng tụ là dung lượng 1,2, còn sải cánh nó lớn hơn một chút là dùng 1,5, lớn hơn một chút nữa là người ta dùng 2 mi, hoặc là quạt lớn là 3 mi nhá. Quạt thiết kế dung lượng theo cái quạt này, dung lượng tụ, chứ không phải là chúng ta ưa lắp tụ điện bao nhiêu cũng được nhá. Tụ điện càng cao thì quạt chạy càng mạnh, nhưng không đúng với thiết kế của nó, quạt sẽ nhanh nóng và cháy quạt. Giờ cái quạt này bị chắc chắn bị chạm chập các vòng dây các bạn ạ. Giờ để xác định chạm chập các vòng dây thì chúng ta đôi các cuộn dây với nhau, nó phải tăng dần nhá. Đấy, điện trở nó tăng dần là đúng. Còn nó mà điện trở lộn xộn nó sẽ chạm chập các vòng dây các bạn ạ. Mình đôi điện trở các vòng dây này, chúng ta đôi này các bạn này, có chạm chập không? Đấy, thì chúng ta đôi thế này các bạn này. Đôi một dây trên của đi xuống này, đối với nguồn là dây xám này, đối với ba dây trắng, vàng, hồng. Đấy. Và đối với dây xám, đối với dây đối với tụ này, đối với hai dây của tụ trên đây các bạn này, dây tím 1, tím 2 này. Và điện trở tăng dần, còn điện trở nó lộn xộn nó sẽ bị chậm chập các bạn nhé. Rồi, để chúng ta phân tích kỹ thì chúng ta nên vẽ vít ra giấy khi chúng ta đo. Đấy, sơ đồ của cái quạt này nó như thế này các bạn này. Bất cứ một cái quạt nào đa số là nó như thế, sơ đồ này các bạn này, chạy số đề gồm 4 cuộn dây, và cuộn trên dây màu trắng là đưa ra số 3 là tốc độ mạnh nhất, là điện trở thấp nhất. Rồi điện trở cao hơn là thêm một số nữa, điện trở tốc độ 2, và tốc độ 1 là gồm 3 cuộn dây là tốc độ 1. Đấy, còn đây dây đề đấu ra tụ, một đầu tụ đấu về con chạy, đây con chì. Đây là mình vẽ thực tế của cái quạt này nhá. Đây, gồm một dây xám này, đây dây xám này, dây xám này ở trên cuộn dây đấu ra nguồn. Đây, dây xám trên cuộn dây đưa ra đấu ra nguồn. Đấy, cầu chì là đấu trên chỗ cái cuộn dây nhá. Rồi ba dây trắng, vàng, hồng đấu vào hộp số, rồi 4 dây đưa xuống này, một dây xám này, dây trắng, vàng, hồng, xám, trắng, vàng, hồng đấu vào hộp số này, đấu hộp số. Còn hai dây đấu trên tụ. Giờ để chúng ta xác định quạt có chậm chập hay không là chúng ta đo một dây xám này đối với dây trắng, vàng, hồng, tím. Đấy, thì điện trở nó phải tăng dần các bạn nhé. Các bạn nhìn này, khi chúng ta đo dây xám với dây trắng là nó có một cuộn chạy thôi, điện trở nó sẽ thấp. Xám đo với dây vàng là tốc độ nó sẽ chậm hơn, thì thêm cuộn số nữa, điện trở nó tăng lên một tí. Xám đo với dây hồng là điện trở bằng 3 cuộn này, nó phải điện trở và tăng lên. Xám đo với dây tím 1, điện trở phải tăng lên nữa là đúng. Còn điện trở nó không đúng thì chúng ta biết là chạm chập các vòng dây, là chúng ta vứt cái cuộn dây của quạt này nhá. Vì khi chạm chập nó sẽ khử tư lẫn nhau và quạt sẽ chạy rất chậm. Giờ mình đo một tí là xong các bạn nhá. Đây mình đo dây xám này. Đo với ba với mấy dây này, trắng, vàng, hồng, tím 1, rồi tím 2, rồi bằng bao nhiêu nhé các bạn nhé. Rồi chúng ta ghi vô để chúng ta phân tích. Đấy, mình phải ghi ra giấy đi, nó mới rõ các bạn nhé. Nhưng nếu mà không ghi ra giấy thì nó sẽ quên ngay. Rồi chúng ta đo này. Rồi chúng ta đo dây xám với trắng này, nó được bao nhiêu ôm này. Bảy trăm
741 ohm các bạn nhé. 0,741 kia ohm là 741 ohm. Rồi chúng ta ghi 741. Rồi xám đối với dây vàng. Tám trăm ba mươi mốt ohm. Rồi xám đối với dây hồng. Tám trăm bảy mươi ba ohm. Rồi xám đối với tím 1 và tím 2, này. Xám đối với tím 1 và tím 2, tím 1 và tím 2 là hai cái đấu với tụ đó các bạn ạ. Giờ chúng ta cắt tụ ra chúng ta đo. Rồi vì nó phía trên nên chúng ta phải nối cái đầu dây xám này để chúng ta đưa lên. Nối một cái dây ấy. Để chúng ta đưa lên cho chúng ta đo cho dễ. Vì cái đồng hồ với không tới các bạn ạ. Nối. Rồi chúng ta đo với đối với tím 1, tím 2 là hai cái mà đấu với tụ đó các bạn ạ. Đây này. Tím 1, tím 2 này. Rồi xám đối với cái tím 1. Tím 1 là chúng ta đánh dấu cái dây mà có màu trắng này. Đấy, là tím 1. Ta đo này. Và thông số lên bao nhiêu nhá. Nó lên được 820 các bạn này. 820 ohm. Chúng ta ghi vào. 820. Rồi xám đối với tím 2. Xám này đối với tím 2 là cái bên này. Nó bằng 0 nhá. Kêu tít tít bằng 0. Rồi nó bằng 0 vì nó bằng 0 là đúng thôi. Này xám đối với tím 1 nối lên 820. Xám đối với tím 2 là tím 2 là nối đến đây, cái cầu chì nó gần bằng 0. Nhưng khi chúng ta đo xám với tím 1 nó được điện trở 820 là rất vô lý các bạn nhé. Điện trở còn thấp hơn là xám đối với dây vàng. Xám đối với dây vàng được 831, xám đối với dây hồng là 873 là bây giờ là cuộn đề này. Đây cuộn đề này. Nó bị chạm vào tới nửa cuộn số 1 cho các bạn nhé. Đây nó chạm vào đây này. Đấy. Nó chạm từ đây. Đấy, nó chạm hết cả cuộn đề vào đây. Đấy, nên khi chúng ta đo xám với cái dây tím 1 này là điện trở nó thấp hơn là xám đối với cái dây vàng nhé. Khi chúng ta đo xám này, dây vàng nó được điện trở là 831, mà chúng ta đo xám với tím 1 này nó được còn 820, nên nó bị chạm đây. Đo với xám đo tím 1 nó phải lên 1.200 nhé, 1.200 nhé, chứ không phải là 820 đâu. Nó thấp hơn dây hồng, thấp hơn cả đo với dây vàng luôn. Đấy, nên nó bị chạm chập đây. Khi mà chạm chập đây nên quạt có dù có trục có trơn tru đi chăng nữa, chúng ta có thay trục thay bạc, rồi chúng ta có thay cái tụ này có dung lượng có gấp đôi đi nữa thì quạt vẫn chạy chậm nhá, vì nó bị khử từ nhau các bạn. Khử từ nhau là quạt nó sẽ chạy chậm. Đây mình lấy một sơ đồ, cái hở mạch từ nó gồm các hình chữ nhật thế này. Hình chữ nhật này, bên này có hình chữ nhật. Đối với một khe rãnh mạch từ thì mũi tên của quạt nó phải cùng chiều. Đấy, cái mạch từ này, mũi tên đi xuống thì mạch từ này, mũi tên đi lên. Mạch từ này là mũi tên đi xuống, mạch từ này, mũi tên đi lên nhá. Lên hết và xuống hết nhá. Trong một mạch từ nó phải giống nhau. Đấy. Đây, khi chúng ta đấu nối này, nối một cái vòng ngoài, cái cuộn trong là cuộn chạy này, cuộn ngoài cuộn đề này. Ví dụ ta nối cuộn đề này. Đây cái khe mạch từ này mũi tên đi xuống này. Đầu cuộn dây nó chạy sang đây chạy. Đấy. Sang cái mạch từ bên đây mũi tên sẽ đi lên, rồi nó chạy xuống đây, sang mạch từ đây nó sẽ đi xuống. Đấy. Sang mạch từ tới đây nó lại đi lên. Khi chạm chập các vòng dây với nhau là chạm từ đây này đến cái khe này. Ví dụ khe này đang đi lên mà khe này lại đang đi xuống, chạm từ đây đến đây là trong một khe mạch từ là cái dòng điện, cái thì đi xuống, cái đi lên.
nó khử từ nhau là quạt nó sẽ quay chậm các bạn ạ. Như các bạn đã biết là khi chiếc quạt quay được là do từ trường của cuộn dây tạo ra, các dòng điện nó tạo ra từ trường tác động rotor mới quay được. Khi mà từ trường cái thì tác động đẩy như thế này, đẩy theo chiều rotor như thế này, cái thì đẩy ngược lại thế này là nó ép là rotor đang quay bị cản nên nó sẽ chạy chậm. Nếu hai lực của nó bằng nhau thì quạt rotor đứng yên không quay được. Nhưng hai lực nó không bằng nhau, nó cái thì mạnh, cái thì yếu thì nó sẽ có quay, nó quay bị chậm các bạn nhé. Nó bị cản lực từ á. Từ trường, các đường sức từ là theo chiều dòng điện đi thế này là đường sức từ nó sẽ quanh dòng điện này, nó tạo từ trường. Nên là cái thì ngược, cái thì xuôi, nó sẽ hàm cái rotor trong đây. Trong trường hợp này không nên sửa vì nó đã nóng rồi, chạm chập các vòng dây, các khe mạch từ này chạm là rất khó sửa. Đấy, nó không khác gì cháy cuộn dây, phải thay cái lốc máy mới nha. Đấy, nên các bạn thấy là quạt nhà tôi nó không cháy, không có mùi khét mà trục từ chân chu này mà thay tụ. Tại sao thay tụ lớn rồi gấp đôi gấp ba vẫn chạy chậm là do chạm chập các vòng dây các bạn nhé. Quạt nhà các bạn mà chạy chậm mà các bạn mở ra trục chân chu mà các bạn đo tụ điện nó yếu một chút thì chúng ta chỉ thay một cái tụ mới bằng dung lượng của tụ đã định mức thôi. Hoặc chúng ta có đấu song song thì chúng ta đấu song song dung lượng của hai tụ cộng lại chỉ bằng dung lượng cũ của nó hoặc là cao hơn một chút. Ví dụ dung lượng của tụ này là 1,1 đi chẳng hạn thì chúng ta đấu hai tụ là 0,5 và 0,6 đấu song song được một cái tụ mới là 1,1 nhá. Hoặc là cùng lắm là 1,4, 1,5, nếu không được gấp đôi gấp ba là cái tụ sẽ quạt sẽ nhanh nóng và nó sẽ dẫn đến chạm chập các vòng dây các bạn nhá. Rồi, qua video này nếu các bạn thấy hay cho mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chào các bạn.